không thể quên. Hôm nay là ngày đầu tiên mèo con đi học ở trường. Mèo con dậy rất là sớm, vừa đeo ba lô vừa nghĩ bụng, nhất định mình không được đến lớp muộn. Mèo mẹ đến gần nói, con quên không thắt dây giày kìa. Mèo con nhìn xuống chân bên trái còn chưa thắt dây, vội vàng cúi xuống thắt lại. Mèo mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ nói, bên ngoài có nắng, con đừng quên đội mũ nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Mèo con ngoan ngoãn trả lời. Đội mũ xong, mèo con vừa định bước ra cửa, mèo mẹ lại gọi, uống sữa đi đã mèo con. Mèo con đỏ cốc sữa trên tay mẹ, tu ở ngực một hơi hết sạch. Mèo mẹ đi vòng quanh mèo con ba vòng, yên tâm nói, con còn có quên cái gì nữa không? Thôi đi học đi. Mèo con cười nói, cái gì cũng có thể quên được, trừ một việc nhất định không thể quên được là... Việc gì vậy mèo con? Mèo mẹ tò mò hỏi. Mèo con không nói gì, kiễng chân lên ôm lấy mẹ, hôn chụt một cái thật kêu lên má mẹ. Sau đó mèo con mới tung tăng rảo bước tới trường.